đi tìm một lối riêng, không quan tâm nhận ra đúng sai, chỉ biết sống cho mình ta thôi. Có giây phút canh cánh trong lòng khi cuộc đời còn như niềm đau, ta quên lưng nhìn lại chính ta, ta đã quên một điều giản đơn là có gia đình luôn bên ta, nhà là niềm vui của ta, yêu thương chúc sống tràn hòa, từng ngày nhà chơi thiết tha với những tiếng nói vui cười bên nhau. Vì nhà là nơi bình yên, đồng tình lắng nghe cho nhau, mọi người sẽ chia vun đắp giữ mái ấm gia đình yêu thương. Chắc chết quá trời. Trời ơi con mẹ Sáu á, mẹ đàn bà mà mẹ ngáy cái gì mà ngáy quá trời quá đất. Mẹ ngủ mà mẹ ngáy như ta cưa gỗ là sao trời. Nữa hả trời. Không ngủ được một miếng nào, không chợp mắt được một miếng nào, thiếu ngủ mà chết. Phải có giải pháp thôi. Đẹp quá đi con ơi. Phòng ốc con đẹp quá. Cảm ơn cô Sáu. Không có làm phiền con đâu. Cô vô đây là con thấy phiền lắm rồi đó. Đảm bảo Sáu ở đây với con, mày mốt con ghiền Sáu luôn. Phiền hả? Ghiền ghiền. À con nghe phiền. Thích đó. À. Dạ vậy đó. Má mới làm con hết hồn, nhìn má như con mai. Nguyên một đêm ta không ngủ được miếng nào. Con không biết má không ngủ được. Ủa má. Ui. Ôi sao mọi người ở trong bếp hết vậy? Ta xuống đây ta phụ má ta làm việc bếp nút á. Gì? Quý xuống phụ má. Sao đây xuyên dữ vậy ta, giỏi dữ vậy? Ủa xuyên rồi đó giờ mà. Trời ơi, năn nỉ lạy lục gian sinh, có đời nào mà phụ cho má đâu. Tự nhiên nay dậy sớm xuống phụ má dưới bếp. Trời ơi, chắc trời mưa dào quá. Trời ơi, tại vì mấy bữa trước con bận quá, bữa nay con rảnh nè, con xuống con phụ má sớm lắm má. Ừ, vậy coi có gì phụ má không chứ thấy hả là má lục đục ở trong bếp sáng giờ luôn á. Đúng rồi, phụ má, má đi. Má tao cũng tới sớm đi làm việc. Dậy dậy làm việc mà, đi xuống làm việc mà. Vậy đó. Đêm qua ngủ không được con ơi, buồn ngủ quá. Đó, phụ má đi nghe chưa? Lâu lâu được bữa xiên thì phụ má đi nha. Má con tao đang phụ nhau nè. Ừ, vậy thôi, tao tính vô phụ má mà có mày rồi thôi. Ừ. Cảm ơn nha. Nãy con tính nói má gì à? Ở má ơi. Đúng rồi, quên mất. Trời ơi, con đi xuống đây là con tính lấy ly nước con uống. Cái xong tự nhiên con nói chuyện một hồi, con đi ra ngoài phòng khách luôn. Cái con quên. À, chết rồi, đầu óc con vào này bị gì à, rồi. Uống nước đi, uống nước đi, uống nước đi. Quỷ xuống làm hết hồn chưa? Sao hết hồn? Gì? Nói xấu gì tao đúng không? Ở trong nhà mà nói xấu nhỏ khùng. Ai biết được. Không có. Chứ sao phải hết hồn? Dạy 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 dạy. Trời ơi, không ngủ nguyên một đêm luôn. Trời. Mệt quá. Hai má con thằng dọn dẹp. Má ơi. Ừ, chắc con là má con qua đây ở chắc cũng phiền nhà mình lắm má ha. Ủa nãy con nó hỏi gì vậy quên rồi. Nó nói là má nó qua ở có phiền gì không? Dạ. À không đâu có đâu cái phiền gì vui, vui mà vui thiệt hả má? Vui. Tại vì con cũng sợ là má con qua đây nè phiền nhà mình không có ở được thoải mái á. Nhưng mà giờ má nói vậy thì con đỡ lo rồi. Tôi thì càng đông càng vui má ha. Ờ đúng rồi. Dạ. Đâu có gì con. Nước đi, đi ngủ đi. Má ơi ngủ à. Ủa ai biết mày lỡ có một chuyện gì sao? Ừ. Thôi mày phụ má nhận nha. Đi lên phòng nha. Ừ, dọn dẹp thôi.
sao mà má để cho con Sáu ngủ với con, không để ngủ với má như đó giờ đi. Tụi con thích ngủ một mình, con thích tự do. Má ngáy quá má ngủ không có được. Trời, má làm như con ngủ được vậy. Ủa? Trời ơi, sao làm gì mà nhà này thức sớm dữ vậy? Ủa, sáng nào cũng ngồi chần chần vậy hả? Công nhận nha, nhà bà mát ngủ ngon dễ sợ luôn. Xin lỗi nha, giờ này mới vậy. Ê, có cần tôi phụ gì không? Đâu làm gì đâu, đâu làm gì đó. Sáng hay nhìn nhau chơi chứ có làm gì đâu. Đâu làm gì đâu phụ, không có gì đâu. Trời ơi, cái này nó xạo nè, có gì đây, sao làm cho? Có gì đâu, không thiệt, nhà con có ai đâu, có làm gì đâu, không có. Rồi chơi em mới không. Ê, nói nghe nè, công nhận, ê, mình ở chung gì nó vui gì, vui lắm luôn á bà xui ha. Thương nhau, giúp nhau, giống như chị ngã em nâng. À, vui ha. À, vui không, vui không, vui. Không, thì cũng ấy, vui mà. Tại nhiều khi tụi nó đi hết, có bà tôi cũng đỡ tự kỷ. Tôi nghĩ gì nè, riết là ghiền cái tiếng léo nhéo của tôi đó nha. Nè xã hội thiệt nè. Dạ. Sao đây? Dạ. Có làm phiền gì con không? Không phiền gì đâu, trời đất ơi, ở vui không chết. Nghèo. Ủa, ăn sáng chưa hả? Dạ chút. Dạ. Ăn chút, chưa nấu. Dạ. Gì đó. Nói xin lỗi, ngủ suốt cả một đêm giờ vẫn không buồn ngủ. Thôi, để tôi lên tôi ngủ nha. Chừng nào ăn sáng hú cái tôi dậy nha. Dạ. Nè, má ghét mấy đứa hai mặt lắm luôn. Hai mặt là nào má? Ê. Dạ. Sao vậy thiệt? Dạ. Sao ở đây có làm phiền gì con không? Dạ không hề. Ôi, tôi đi ngủ đi, con giận nhà. Ngủ xuống sao đâu. Dạ sao ngủ ngon. Vậy mà không phải hai mặt. Nãy mới hỏi, trời ơi má ơi con phiền quá, xong tới chừng á cô Sáu con hỏi cái dạ không liền thiệt. Má sao con nói với cô Sáu được, nhưng mà má ơi, má sao má vô cô Sáu ngủ với má đi má. Má ngáy quá má ngủ không có được. Làm như con ngủ được vậy. Nhưng mà con trẻ hơn má, con dễ ngủ. Còn má lớn tuổi rồi, trời đất ơi, một cái cửa mình má còn ngủ không được, muốn chi. Trời đất ơi, má ngáy mà. Trời ơi, con coi phim kinh dị không? Mà cái cưa điện á, cái cưa mà nó cưa cây á, cỡ đó đó. Trời ơi. Má ơi má, rền vang cả nhà luôn má. Bây giờ con nói má nghe nè, bây giờ má cứ để cô Sáu ngủ đây hoài là nhà mình mất ngủ rồi, trẫm lơ con mắt khỏi đi làm luôn đó. Ủa vậy sao con giỏi, con nói thẳng với cô Sáu đi. Cô Sáu hỏi cái dạ không không có gì. Bởi vì nên bắt đầu từ bữa nay đổ đi nha, là cô Sáu là ngự ở phòng con luôn đó, chứ còn má là coi như là má ói lại. Trời ơi, bạn má má đem về phòng đi, đừng phải tặng bố đâu. Giờ tranh thủ bà thức rồi má đi ngủ nha. Má quá đuối rồi. Má chờ anh về rồi. Trong ghê. Làm gì mệt không chồng? Ơi mệt chứ. Ơi đàn ông ra đường kiếm tiền về nuôi vợ mệt ơi mệt luôn á. Chồng em là số 1. Giả bộ thôi chứ đâu có mệt gì đâu. Đã chưa? Cũng tê tê rồi đó. Bên này dưới. Ê. Dưới. À, rồi vòng ra trước luôn. À. Chuyện nghiệp chưa? Ủa má đâu em? Má hả? Má trong bếp á. Má ơi, con về rồi má ơi. Má ơi, anh Nguyên về. Ôi cha, con để dạ. Về rồi đó hả? Trời dạ. Ơi. Ôi gì con má? Làm gì vậy? Mà không dọn, ok không vậy? Dọn dẹp. Trời ơi, ta nói công nhận má ở đây á, thoải mái dễ sợ luôn. Quen chưa? Có gì má cứ kêu con nha, con xử lý hết cho má. Không mà má đừng có dọn dẹp nữa, có gì để con nhờ. Con đi thuê người về làm. Yên tâm. Có cái gì đâu mà quen, cái nhà này là nhà của con thì cũng giống như nhà là vợ của con. Mà vợ của con tức là con gái của má thì cái nhà này nó cũng giống như nhà của má thôi, có gì đâu khác đâu. Rất thoải mái, rất mát mẻ, rất vui. Rồi má còn dọn dẹp cho nó gọn ghẽ rồi chứ má sống nó biết điều lắm. Biết không? Ta nói phòng của con Quý đó. Trời ơi nó lung tung tùm lum. Ta nói má dọn dẹp sạch sẽ. Má cũng thông cảm nha, tại vì cháu em nhà con á cũng bận bịu nhiều thứ cho nên là đi làm suốt không có dọn được. Ôi bận bịu gì con, cái đó là tại vì là má con không có dạy từ nhỏ cho nên con này
cái vấn đề mà ý thức là thua xa con Tú Anh luôn. Má nói gì má? Dọn dẹp phòng của con Quý á hả? Trời ơi, dọn hết giường của nó, rồi coi như là lau phòng cho nó, lau toilet cho nó, rồi trên bàn phấn dọn dẹp đâu vô đó hết luôn đó. Để mà khoan má, má bắt hỏi qua ý nó chưa? Con nó nhìn vậy mà nó khó tính lắm nha. Đồ đặt đâu là để đó, để lung tung của nó là nó ấy đó. Ấy trời, ta nói hả, nó đi về mà nó thấy còn gọn ghẽ chừng nào thì nó còn thích chừng đó. Khó khăn gì người ta dọn dẹp sạch cho mình mà khó gì con. Trời, thiệt luôn hả? Thiệt chứ sao thiệt, dọn hết luôn. Má dọn hết luôn? Không còn gì sạch sẽ luôn. Má có đụng vô mấy chai nước hoa của nó không vậy? Con gái gì đâu mà sao mà nó tu tao, sao mà nó bê bộn ghê bộn. Không chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận. Chào sao cái quần gì mà nó rách dữ vậy. Đây đây, để giá cho nó. Ủa ghê đời. Có dọn. Rồi má có đụng vô mấy cái hộp phân phiên của nó không? Đương nhiên là phải đụng rồi. Dưỡng da. Cái đó có luôn. Sao? Gì sao thoát khỏi? Trời ơi, kiểu này là con Quý nó về là nó là ông trời lên nè. Nó coi như là mạng của nó vậy đó. Má mừng hết luôn. Mừng gì má? Thì tất cả những gì nãy giờ nó hỏi là có hết. Dọn phòng nè, dọn ra nè, giặt giũ nè, lau nè, xong rồi cái dầu thơm ở trên bàn nó lấy xịt thơm lắm. Tại sợ cái phòng nó không có sạch sẽ, không khí môi trường nó không trong lành không tho, lấy dầu thơm xịt. Trời ơi, chuyện gì xảy ra? Ai thay ra giường? Hồ sơ để trên giường đâu, dẹp đâu rồi? Ai ơi. Ủa, mùi quen quá ta. Cái chai nước hoa. Trời ơi, còn có nửa chai à? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà la hét vậy cho em? Cái ai gì? Mượn, ai dẹp phòng em mất tiêu đồ hết. Không, em ai dẹp, em dẹp cho. Ai đụng vô đồ của em? Gì? Ê nè. Cái này là... Ủa? Hộp kem mua bên Hàn Quốc, hàng limited, phiên bản giới hạn, cái nắp đâu? Em xài em dục đâu hả? Không có. Cái nắp đâu cơ? Dọn dẹp phòng. Cái sao mới xịt cho cái phòng nó thơm. Nó thơm xong rồi cái sao dọn dẹp, cái sao làm rớt cái hũ đó, nó nắp văng đâu tìm không có ra. Thôi lỡ không sao, lỡ thôi. Lỡ cái gì, cái này em biết cả tháng lương của em không? Thì rớt trong phòng thì tìm lại thôi, có gì tìm đâu. Tìm lại cái gì, ai mượn vậy trời ơi. Đừng có tìm, mất có chỗ nào mà văng đâu. Không có. Kiếm không ra. Mất luôn rồi. Lỡ mất luôn rồi em ơi, không sao đâu. Bỏ đi, bỏ mua khác. Thôi mai mượn con, sao đụng vô đồ của con vậy? Xin lỗi, từ nay
từ rày sắp tới Sáu sẽ không bao giờ dọn dẹp đồ của con để ở đâu. Sáu thì không mấy giờ về mọi người đã hết đi, Sáu sẽ trả lại cái chỗ cũ. Làm sao đó trả y lại cái lúc mà Sáu chưa dọn. Con biết đâu, con không có thích người ta đụng vô đồ của con. Bây giờ con biết kiếm đồ con ở đâu. Con đã công việc tùm lum tà la trên đầu óc con tùm lum hết trơn rồi. Con đâu có nhớ kỹ đồ con để đâu đâu. Con để như vậy á là con thấy tiện tay con sẽ lấy được giờ của Sáu dẹp. Và con biết đường đâu cũng tìm. Thì bây giờ Sáu sẽ không ở đây nữa đâu. Má, má vợ phòng khách rồi Sáu ở. Sao được ấy, sao ở được. Chuyện nhỏ xíu mà, cho em mày làm quá lên hà. Không có làm quá. Gì? Làm gì đâu anh, đi hết đi. Thiệt bà, từ phòng má ba đi xuống dưới đây má chưa kịp ngủ, chưa kịp cái gì trơn là bà coi như là bà nằm mộng mà mộng du rồi đó. Ngủ cái gì mà ngủ say dữ vậy trời. Công nhận cái nết ngủ của bà ghê thiệt luôn á. Cái nết ngủ của bà quá kinh hãi luôn á. Tôi biết mà, tôi biết tôi ngủ tôi ngái dữ lắm cho nên là tôi ngại cho nên là tôi đâu có dám ngủ chung với ai đâu. Tình hình này là không để má vợ ngủ với phòng khách được rồi. Vậy em sao yên tâm. Không có lên phòng con đi. Nằm giữa cho an toàn. Mày điên. Cái thằng này biết rồi nè. Ở bây giờ vậy nè, bà lên phòng quý bà ngủ. Đây. Ôi, ôi má. Ôi, đó nghe, tôi mắc cỡ lắm. Lên phòng, phải. Lên phòng cho em đi. Tại hôm bữa trước ngủ chung với nó đó, cũng làm dữ dội lắm. Thôi thì đập bể đồ nó, tùm lum tùm la, tối ngủ đạp, nhảy xuống đạp bể đồ nó luôn á.
kỳ lắm. Hay là bây giờ còn không thôi bà lên tôi cũng được, nhưng mà thực sự là tôi trong nhà này tôi là người thích ngủ nhất. Thì cái tình hình vậy cùng lắm á là bà ngủ rồi tôi thức thôi chứ còn có sao. Má, vậy sao được? Sức khỏe. Vậy lâu ngày sao được? Không, thì chứ giờ tôi, sao tôi để không lẽ để bà ngủ đây mà lỡ thì có chuyện gì ghê quá à. Nhà thấy ghê quá. Nhà gì đâu tách tác, mày muốn đổi màn khác đi. Trời ơi, nằm chứ giống như nằm trong nhà xác á bao. Đừng có nhắc cái tự được. Thôi. Thấy bà ngủ với má không có được đâu, má bệnh mất ngủ nữa rồi cái hả? Nghe ngáy cái má thức tới sáng. Bệnh nữa. Thôi vậy qua phòng ngủ đi. Má vợ qua phòng cho em ngủ là chính xác luôn. Quyết định vậy đi. Nói nào ngay nó ngủ cũng dễ ngủ. Chứ còn phải như tôi. Chứ tôi mà dễ ngủ như nó tôi chứa bà liền á. Mà công nhận á, thiệt á. Bà ngái quá cái nết bà ngủ mà. Kỳ quá à. Thực sự. Giờ ngủ với quý à. Ừ. Ngủ đi. Thôi tới nghe nè, chịu khó vài hôm đi. Cái mà Sáu quen rồi đó. Sáu không có nhìn thấy nhà này nhà xác đâu. Rồi Sáu ngủ. Thì vài bữa nữa chắc gia đình cũng quen rồi. Thôi đi lên đi, lên đi. Đi. Dạ, bạn phần nó đi công tác hoài. Rồi, đi. Đi, đi lên đi. Quý hình như cái màn không có màu trắng đâu. Đi lên ngủ đi. Con tháo màn hết chưa? Trời ơi. Nó làm cho mọi người sợ quá. Thật nói thiệt đó, thì ghê lắm. Thấy ma không luôn á. Sao bây giờ chuyện ra nông nổi này rồi, con mà không chứa cô Sáu á thì con lại không phải. Bây giờ con ngăn cái giường này làm đôi, chia đôi lãnh thổ ra, không có được xâm phạm tới con. Rồi biết rồi. Nếu như mà xâm phạm tới con thì con sẽ nói với cả nhà là con không ở với cô Sáu nữa. Biết rồi. Chịu chưa? Chịu luôn. Hứa không? Hứa. Ngủ. Giờ ngủ nha. Nhớ là chia nha. Không. Con sẽ chia đó. Rồi không ai xâm phạm tới ai, thề luôn á. Rồi. Là không có đụng tràn qua bên đó. Từ giờ tiếp tới không có léo hánh gì tới cái gì của ai. Rồi quyết định vậy đi. Cái gối kỳ vậy? Ừ. Con đang gối trên cái gối của ai vậy? Ủa? Trời. Chia ở phần 6 hả? Tại tối hôm qua cúp điện. Ủa mà chia phần đây hai gối kia không có gối nào trơn vậy sao má Sáu? Nó chia ranh giới đó. Nó chia ranh giới ra đó để đừng ai xâm phạm của ai. Mà nãy giờ vô mọi người thấy làm sao? Nó lấn qua nguyên hết cái lãnh thổ của tôi vậy nè. Nó nói rồi. Tôi biết trước rồi. Biết trước thì sao? Thế nào á, rồi nó cũng có cái chuyện này mà tôi không ngờ nó đến sớm như vậy. Chuyện gì sao? Chuyện gì? Đêm hôm qua cúp điện. Mà chuyện gì? Bỗng dưng người ấy tràn qua đây. Người ấy ôm tôi, người ấy ngủ. Thấy hết rồi. Thì đó. Nhưng mà ý bà nói là cái chuyện gì? Và chuyện gì mà đến sớm? Cô ấy sẽ nghiện tôi. Nghiện cái tiếng ngái của tôi đó. Hiểu chưa? Đâu có ngờ tôi chiến thắng một cách lẫy lừng sớm sủa như vậy. Vậy thôi.
lúc đau đớn trong lòng, ta lại đi tìm một lối riêng, không quan tâm nhận ra đúng sai, chỉ biết sống cho mình ta thôi. Có giây phút kinh cánh trong lòng, khi cuộc đời có nhiều niềm đau, ta quay lưng nhìn lại chính ta, ta đã quên một điều giản đơn là có gia đình luôn bên ta. Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn khi ta không có giận hờn, nụ cười luôn nở trên môi, yêu thương sẽ luôn ở đây thôi. Dạng người và luôn đẹp xinh khi ta luôn có gia đình, mọi người sẽ chia vui.